mọi người. Đi đi. Hello mọi người, hiện giờ mình đang ở Vũng Tàu. Có mặt tại Vũng Tàu. Đi chơi mà, đi chơi. Đây tập mọi người đây. Đây. Đây Vũng Tàu. Hôm nay hình như chiều chủ nhật tất cả khách cứ đây hình như bãi dâu rồi phải không hiểu ở đây là ở đâu mà nó cứ chở nó cứ liền mình xuống thôi. Ở đây người ta tắm rất là nhiều mà ở đây cái chỗ tắm này nó cũng là lạ, là chỗ nó đá nhiều quá à. Này chắc bãi dâu quá phải không, bên này đông tắm quá trời kìa. Đó đang ở Vũng Tàu. Ok thì rất là lâu, cũng có 4-5 năm rồi bắt đầu mình mới đi ra Vũng Tàu. Trên cái đường đi từ Long Khánh ra Vũng Tàu thì thực sự là mình mới thấy là ấn tượng. Rác đồ rác, cái thằng nước sinh Nguyễn này rồi mà không có miếng rác. Ở đây đâu có rác, làm gì có cái chuyện rác ở đây. Ở đây làm gì có cái chuyện rác. Không có rác nha, không có một miếng rác. Ở đây không biết người ta không được tắm hay là không biết, nhưng mà thấy thì hạ tắm quá trình kìa. Ở đây cũng rất là sạch sẽ, không có rác gì cả. Chỉ có điều là đá hơi nhiều, ở đây đá nhiều quá. Ở đây là đâu ta, ở đây là Phước. Bãi là bãi gì mày? Bãi sao Vũng Tàu. Bãi sao hả? À, đây là bãi sao. Bãi sao Vũng Tàu. Mà ở khu vực này như có cho tắm không? Và hả? Người ta tắm quá trời, nhưng mà ở đây rất là nhiều, nhưng mà có cái điều ở đây là đá nhiều quá. Tắm chắc là tắm chơi thôi chứ còn không nó không có bãi cát giống như kia. Nhưng mà lát 6 giờ chú quay lại xem toàn rác thôi, nhưng mà bây giờ thì không có rác thì làm sao mà tao quay được. Bây giờ hiện giờ là cũng 4 giờ mấy 5 giờ rồi. Hồi ngày xưa thì nó không có đưa vào khu đại khái là khai thác du lịch. Bây giờ nó khai thác du lịch thì bây giờ đâu có rác nữa đâu có. Mày nói gì kỳ, mày tới đi kiếm rác không có. Mày coi cái đường xá này rất là sạch sẽ. Mày thấy xe hơi không? Mày đậu nè. Bãi sao Vũng Tàu. Đây là nhà hàng khách sạn nè. Resort nè. Đây nè, đây cái gì đây, Ngọc Trai đền Ngọc Trai cái gì đây không biết. Ở đây ta đang xây dựng khu du lịch thì chắc chắn là không có rác được rồi. Nếu có rác thì làm sao thu hút du lịch được. Cái hồi xưa có mấy chục năm về trước thì tính cái con mẹ gì, bây giờ ta đâu có còn cái chuyện đó nữa. Và ở đây là ban đêm có đèn. Hồi xưa cách đây khoảng chục năm thì ở đây không có đèn. Ban đêm là bãi biển tối thui à. Nhưng mà bây giờ tất cả có ở đây nó có đèn, là đèn chùm á. Đó. À Ngọc Trai Đen người ta cũng Ngọc Trai Đen. Cái này suy ra là bãi sao Vũng Tàu. Thì cái bãi này hình như ta có nghĩ là người ta không cho tắm, nhưng mà cái dân ở đây tắm đa số là dân địa phương. Người ta nghĩ là vậy. Thế còn nếu mà khách du lịch thì ta không có chọn bãi này tắm đâu, theo tôi nghĩ là vậy. À quên nữa, nãy giờ Haru có nghe rõ không con? Đúng rồi, biển bây giờ sạch làm gì có rác. Tao đi quay nãy giờ này thấy rõ ràng đâu có rác mẹ gì đâu trời. Phải nói chuyện gì kỳ ấy. Hồi xưa thì có trẻ là hồi xưa người ta chưa khai thác, người ta chưa khai thác tầm du lịch kiểu quốc tế thì có thể là rác thì ok ta chấp nhận. Nhưng bây giờ ở đây làm gì có rác. Bây giờ thiên hạ thiên là
Ở đây buổi tối ta thấy giờ này mà đã khách sạn nhà hàng đã lên đèn rồi, rất là đẹp mà thấy không, xa xa. Đúng rồi, dân địa phương họ thuộc địa hình cho nên họ tắm rất là dễ. Tao nghĩ là ở đây dân địa phương tắm không, còn ở khách du lịch tao không tắm đây đâu. Người ta đi chọn những cái bãi cát hoặc là những cái bãi nào mà có tắm có tính cách an toàn, không có đá thì tao tắm. Đa số là dân địa phương không, tao tắm quá trời kìa, thấy không, quá trời quá đất luôn, thấy không? Không à, thì bữa nay là cũng lâu lắm mà, 5 năm, 5 năm ta mới ra Vũng Tàu, 5 năm ta mới ra Vũng Tàu. Thì tao thấy cảm thấy nó có một sự thay đổi rất là ngoạn mục. Từ một cái chỗ mà không ra gì, rác rến đầy đường và bây giờ hầu như là rất là đẹp. Ở đây tất cả các bây giờ thì chưa lên đèn nhiều lắm, nhưng mà ở đây là hầu như các khách sạn nhà hàng đã lên đèn thì nó rất là đẹp đó. Nói như vậy để mình hiểu rằng người ta xe hơi quá trời, thấy không, mà thấy xe không, là xe là khách du lịch, người ta đi tới người ta ăn người ta uống hoặc là ở Sài Gòn ra, theo tao nghĩ là vậy, và ra rất là nhiều xe, xe trước xe sau đầy nhóc. Tao cũng đi chiếc xe Innova nè, 7 chỗ đó. Thì tất nhiên là mình phải nói cái điều này là cái cuộc sống họ, người dân họ lên cao, họ tăng cao, thì chiều thứ bảy hội chủ nhật họ có quyền đi thưởng ngoạn hoặc là đi tắm biển, đi du lịch là cái chuyện bình thường, không có gì cả. Nhà ông sáu cầu cái này tao đâu có biết đâu, đụng bây giờ nó chở nó liền tao đâu thì tao biết chỗ đó thôi, giờ tụi nó đi xuống nó tắm rồi đó vậy đó. Thì cái này cũng lâu lắm, mà 5 6 năm từ tao bắt đầu ra tao ra, chứ mà tao cũng không biết như thế nào. Nó liền đây là xe tao hỏi ra thì đây là 7 sao. Bãi trước thì nó đông lắm, bãi trước nó không có được cho bãi sau đâu, tại vì bãi trước thường thường là dân thành phố ra tắm mà rất nhiều, là du lịch rồi các cái đủ thứ, dân mọi miền đất nước rồi khách Tây khách đồ nhiều lắm. Bãi sau thì nó có vẻ sạch hơn, tao nghĩ là vậy. Chào cơ quan, có nào gửi yêu cầu lên nói chuyện nó dốc, tao cũng không rành ở địa phương lắm. Thì đứa nào lên mà rành ở Vũng Tàu này thì ở Vũng Tàu này có một thằng fan của bố là tên là Chris Nguyễn á, nó ở đây nè, mà nói chuyện là bố ra Vũng Tàu bố hú còn tí còn chạy ra chơi với bố. Đúng rồi, Paris Hòa Lan giờ này khu du lịch là phải tắt điện tiết kiệm nhiên liệu, Việt Nam sung sướng nhất thế giới, rõ ràng đúng. Chút xíu nữa là nguyên con đường này là đều là có điện hết đó. Thấy chưa đó, thấy chưa, nam thanh nữ tú đi ra bắt đầu ở đây đó, thấy không, toàn là thấy chưa, họ có đi xe, nó không phải đơn giản đâu, nó không phải giống như ngày xưa mà đi xe đạp rồi đi chơi đâu, thấy không. Ôi mệt quá, mấy cái thằng đó đâu có đáng gì đâu để mà hỏi con độ mình đó. Nó có một cái điều này nè, nó có một cái này nè, có nghĩa là gì, khi khi nó ra đi mà nó cảm thấy là khi đất nước mình phát triển anh ấy về không bằng lại người trong việc trong nước thì anh thấy cảm thấy tức tối, và khi anh tức tối thì anh có kiếm chuyện để anh chửi thôi. Cũng giống ngày hôm qua hôm kia đó, thì ngày hôm tối hôm qua thì bố lai nó có những cái thằng nó chết cái biết gì ra đảng, nó không hiểu bất cứ một cái về chính trị mà nó chẳng hiểu về lịch sử mà nó nói quang quang như đúng rồi thì cái đầu óc nó như vậy thôi. Hồi sáng nay tao đọc cái vụ mà đứa nào bốt lên mà Ngô Đình Diệm chết, mà nó kêu ông này bị bệnh già lão chết, là tao thấy tao buồn cười. Nó sửa sai một cách lịch sử, một cách trắng trợn mà mình thấy mình buồn cười vậy thôi, nó đâu có đáng gì đâu để mình nói chuyện nó nữa con mệt. Ok, có nào là lên đi, có nào lên nói bàn về cái vụ nói về sâu sắc, nói về sâu sâu sâu, đứa nào rành Vũng Tàu hết thì nói sâu sâu về Vũng Tàu tao nghe coi. Này tao nói rồi, 6 năm rồi tao bắt đi tao mới ra Vũng Tàu. Bây giờ cái người mà đi xuống cái biển càng ngày càng đông à. Dân địa phương là giờ này chắc là lẽ người ta làm xong công chuyện gia đình rồi, ăn cơm ăn nước xong rồi, người ta xuống người ta tắm. Đúng rồi, thì Vũng Tàu thì từ xưa tới giờ chứ phải mới đây. Thời thời cách đây 50 năm 60 năm từ chế độ cũ ở đây cũng là một cái thời đó, tở ở đây tở ở bãi trước này. Thì ở ở bãi trước này là nó không được đẹp gì đâu, nó toàn là sơ sài lắm, và cứ năm mười bước thì nó có một cái quán lá rồi gọi snack bar do tụi chỉ chuyên môn bún bán bia với lại gái điếm với lại phục vụ cho lính Mỹ.
đó ở ở ở ở bãi trước á, cho bị sao tao không biết. Tao ngày xưa tao thương bệnh binh mà, tao nằm ở bệnh viện nguyên nhất thì ở trên bãi trước á. Thì nhưng mà nó sập sệ lắm, nó không được đẹp như bây giờ. Bây giờ thì quá trời. Và hồi nãy trên xe tao có hỏi cô kia, có nói bây giờ nhà ở ngoài này sao, có nói thôi đừng có nói, không có tiền đâu mà rớ vô. Nói thì nói chơi chứ Lê cũng khùng à. Có nghĩa là vậy, là vì mình là người sống ở nước ngoài rồi về đây thì cám cảnh rồi mình cảm thấy mình thoải mái. Con người mà nó cảm thấy nó có vẻ nó sảng khoái, tao uống đâu có được nhiêu đâu, vài ly là tao chết rồi. Nhưng có điều khoái uống, khoái uống là bởi vì sao, mình vui, hiểu không? Có tâm, cái tâm trạng và cái tư thế cũng giống như trong bàn nhậu á. Nếu mà người nào mà biết nhậu thì thường thường nhậu mà không có bạn thì nhậu không có được. Ở bên Mỹ tao mua một kết bia, tao để một tháng hai tháng trời uống được có một chai hai chai. Nhưng mà nếu ở Việt Nam mà gặp một bạn và đối ẩm và bạn đúng nói chuyện về đúng hợp gu, uống tới sáng không sai. Cái đó là cái lý do nên tao nói nghe. Còn thực sự là tửu lượng tao thì tụi nó nhậu với tao hoài, tao biết mà, mấy đứa con cháu vậy rồi dài lắm à. Điều đế cà làm chừng một sĩ là tiêu rồi, làm sĩ một tiêu tiêu rồi. Bia thì uống những vài ba lon là xong rồi. Nhưng mà khoái uống là bởi vì sao, khi chúng ta uống chúng ta mở miệng mà chúng ta hay nói đó. Bọn thường thường người ta nói cái câu là rượu vào thì lời ra. Được mà tao nói vậy đâu hiểu không, mà khoái nói là vậy đó. Không có gì hạnh phúc cho bằng đó, ngồi ngay cái bãi biển rồi ngồi lai chim rồi nói dốc với con với cháu với bạn với bè. Tao đang ở Vũng Tàu nè mày, Vũng Tàu vợ đẹp quá mày ơi, đại khái vậy. Thanh niên nam thanh nữ tú đùng rục đi ra xuống cái tắm nè, đó đại khái là vậy. Mình vui, của cái vui của mọi người là vui rồi, đúng không? Trời ơi, tao mà nát rượu, tao đâu có ra đâu cái giày nát rượu vậy. Để dân tao, dân giàu có, dân tao là dân giàu có rồi mà. Tiền tao có, tàu tối, tao phải nát rượu để cho nó chết cuộc đời tao. Tao gần sụp lỗ rồi. Hello, đang ở Vũng Tàu. Đang ở Vũng Tàu, bãi sao. Rồi, ok. Anh đang like, tắt đi. Chút xíu anh về anh gọi. Ông đang like, chút nữa ông về ông gọi. Trời. Đúng rồi, mày chấp nhận tao vậy thì đúng rồi. Lê Quốc Hưng, đúng rồi. Cái nè, cái tửu lượng thì nó cũng có nhiều người. Tao không phải là người uống rượu chuyên nghiệp, mà tao cũng không nghiện rượu. Tao chỉ uống vui mà thôi. Vui đây là vui cái cảnh, ví dụ như đám tiệc, đám cưới, một vài ly, một vài lon bia thì chuyện đó rất là ok, không có gì cả. Nếu mà vui quá thì 5-3 lon, vui hơn nữa thì 5-7 lon, thế thôi. Còn cái chuyện uống để chết thì uống để say, mà ngày nào uống thì tao không có gì đó. Tao không có chuyện nát rượu gì đó. Nhưng mà không có cuộc vui nào mà không tàn cả, mà không có buổi tiệc nào mà không có rượu. Bởi vì cái rượu tăng thêm cái sự đậm đà, tình cảm, đúng không? Bây giờ nó càng đông rồi, bây giờ càng đông rồi. Đó, thiên hạ cũng tắm đi xèo lên đó. Đó, mấy cảnh này đó, bây giờ lên đèn đó, bây giờ lên đèn thêm cái nữa là đó, bắt đầu lên đèn thấy không? Đó, cực kỳ luôn. Mà hồi xưa, tao nghĩ hồi xưa cách đây mấy chục năm về trước á, thì Vũng Tàu không có cây, không có cây xanh, mà bây giờ trồng cây quá trời luôn. Đi hai bên đường mà đi cái freeway này, đi cái đường mà đi ra Vũng Tàu nè, trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn. Tức nghĩa là cái freeway nó làm cái con lương chính giữa, mà trên cái con lương đó nó trồng hoa nè, nó tỉa nè, nó cắt cành cực kỳ là công phu, rất là đẹp. Chào Dương Kiều Anh. Đi nữa sẽ có bãi đẹp hơn và nhiều khách sạn, ok. Thì cái điều đó thì mình hiểu rồi. Ở Vũng Tàu thì là nghỉ khu nghỉ dưỡng, mà hàng tuần thì tất cả mọi người ở trên khắp cả nước, thí dụ như ai ở gần thì tới, có thể ta đi du lịch ở ngoài Bắc ta vô đây, ta cũng đi đây để ta tham quan. Thì ta nghĩ khách sạn đây cũng không hề rẻ đâu. Đây bây giờ khách sạn làm sao không, ta thấy là nó thiếu dữ không ạ. Rồi nhà hàng khách sạn ở đây cũng thiếu dữ không ạ. Thì phải nói cái điều là anh phải có tiền anh mới ra đây chơi.
là còn dân nghèo thì quân nhân không có tiền thì đi ra tắm biển xong chạy về khách sạn nhà trọ thì ở, điều đó đi đủ phương tiện ở đây là thượng vàng hạ cám lo hết, có nghĩa là nó lo hết từ A tới Z luôn. Để bố trả lời cho con hiểu đây nè, có nghĩa là đất nước Việt Nam chúng ta ngày xưa tới bây giờ, trước năm 1775, sau năm 1775 qua thời kỳ và bao cấp khó khăn, thì tất cả mọi người, mọi dân chúng cho đủ loại thành phần đã chịu một sự gọi như là kèm kẹp của các nước phương Tây, các bị chèn ép, bị cấm vận các cái kinh tế không thoát ra được, làm cho chúng ta dân nghèo có một số thành phần cả như chỗ đây. Chúng phải tha phương tổ quốc, có nghĩa là đi nước, ra nước ngoài là gì, để giải phóng bản thân và giải phóng nền kinh tế gia đình, cái điều đó chắc chắn trong năm ai cũng hiểu rồi. Nhưng sau những năm đổi mới thì đất nước chúng ta đang phát triển, thì có những người họ tự mãn, có nghĩa là khi họ làm được ra tiền thì họ nghĩ là tại sao chúng ta là một tổ quốc, tại sao không à, bộ bình thường rồi ta hỏi mày một câu như vậy nữa, bây giờ mày vô khách sạn nhà hàng để mà ăn uống mà ăn nhậu khắp trải dài ở Sài Gòn hoặc là ở các bất cứ ở chỗ nào, tao thấy các quận huyện đều buổi chiều tối là các quán các xá đều mở cửa và đi bán bia bán ngọt bán đủ loại món nào dê nước, nói chung tất tần tật các món ăn đều có cả và lúc nào cũng đông nghẹt. Bây giờ tao hỏi mày một câu như vậy, nếu mày vô trong cái quán đó mày ăn mà mày không có tiền trả thì mày nghĩ sao, đúng không? Thì có nghĩa là khi anh có tiền thì anh mới vào quá anh ăn được, bế tắc hay không khỉ gì, đủ một ngày làm 5 triệu nó bỏ ra 300 ngàn vô trong quán ăn, chuyện rất là bình thường, không có gì mà lạ cả. Chẳng qua là vì chúng nó bế tắc, chúng nó cái bỏ của tụi nó ở nước ngoài nó bế tắc, nó không được như những người dân ở Việt Nam, thành ra nó chửi đó, nó cứ tạo ra hết cái này ra, tạo hết cái kia ra nó chửi. Nhưng thực chất nếu mà mức sống người dân nha, ta đây nó nói vấn đề trung bình nha, mức sống công nhân của người Việt ở bên nước Mỹ ví công nhân người Việt ở Việt Nam sướng hơn rất là nhiều. Mày hiểu tao nói chuyện đâu đó không? Phương Đông Tùng nói đúng không? Anh Phương Đông Tùng này cũng là Việt Kiều Mỹ nha, ở nước Mỹ, bỏ nước Mỹ về Việt Nam, hiện giờ là giám đốc công ty sữa đậu nành đen nha. Đó, anh cũng là một Việt Kiều Mỹ đó. Việt Nam chết vì hạnh phúc chứ không chết đói. Làm sao mà chết đói được? Thấy không? Mình nói nhiều chuyện rất ư là buồn cười, rất ư là kiểu vô lý. Nếu chúng ta một người nghe đó, và ngay tới thời điểm này có nhiều cái thằng nó vẫn ngáo đá và nó hô hào, nó nói đúng phải bầu cử tự do, phải dân chủ rồi kia, thì tao đã nói với mày rất nhiều cái này rồi. Cái điều đó nó chỉ lường gạt người ngoài thôi, và tất cả ngay ở tại nước Mỹ này, ở bây giờ nó chỉ là coi như là mà từ hồi xưa tới bây giờ nước Mỹ đã đại diện cho một cái gì đó ghê gớm lắm. Nó tam quyền phân lập rồi hành pháp rồi tư pháp rồi đủ thứ chuyện cơ chế các cái dân chủ tự nó đưa lên dữ dằn, nhưng mà bắt đầu từ cái ngày dịch bệnh 2019 tới bây giờ cái lột nó bị lột ra từ từ cái nguyên tắc thì toàn là lợi ích nhóm phe phái đảng phái mafia buôn bán lậu trốn thuế, nói chung tất tần tật nước với cái vỏ bọc tam quyền phân lập đơn giản, không có con mẹ gì cả. Nhưng mà từ xưa gì nó bởi nó hào nhát, bởi nó che này cái lời nói cũng giống như cái thằng Đỗ Dũng nói đó, ở nước Mỹ không bao giờ có tham nhũng mà chỉ có ủng hộ mà thôi, bởi chữ tham nhũng cho cái nước nào nó ghét, nó chụp vô cái mũ đó là cộng sản là nó ghét mình. Chứ còn ở Mỹ là không bao giờ có tham nhũng, chỉ có ủng hộ thôi. Mày lên mình đi vận động mình lan, mày bầu cử hay mày làm gì đó, thôi tao ủng hộ mày. Nhưng thực chất đó là hình thức tham nhũng. Mà nước Mỹ không có dùng cái từ tham nhũng, nó chỉ đổi từ là ủng hộ thôi. Đơn giản như thế, không có mẹ chứ. Rồi bây giờ mày mới thấy rõ ràng, khi cái vụ ông Trump này đổ bể ra thì mày mới thấy rõ ràng chưa? Đủ trời ơi, phe phái, quyền lực, tranh giành, hội nhóm, thế lực ngầm, rồi mafia, buôn bán vũ khí, trời ơi, mày thấy rõ ràng. Trời ơi, rửa tiền, tầng lớp tới.
cái đơn giản thôi, mình suy nghĩ đơn giản một điều này. Ở Việt Nam, tất cả những người sống ở Việt Nam chưa hề biết nghĩ lo tháng này phải trả tiền nhà, bởi vì cái đó là họ dư sức trả. Nếu ở trọ là họ dư sức trả. Còn đa số những người đầu 99% đều có nhà, không nhà của nó thì cũng nhà cha mẹ nó ở, nó không có cái tiền. Nhưng ở nước ngoài 2/3 số lương mày làm đều đóng cho tiền nhà. Như vậy là mày chết rồi, một đầu lương mà mua một cái nhà hoặc là thuê một cái nhà là tiền đó khỏi ăn luôn, 1.000+ tiền một đô thì một đầu lương là coi sạch tách rồi, tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà trả tiền điện đâu, tiền đâu mà trả tiền nước, tiền đâu mà đi đổ xăng, tiền đâu mà phải tất tần tật cái hai đầu lương mới sống được. Nói cho mày biết, nhưng ở đây một người công nhân đã thì tóc có tiền phòng trọ mà đã phòng trọ 1 tháng 1 triệu, nó còn dư 8 triệu, 2 triệu nó còn đi mua đồ ăn cái nó ăn nhín, ăn mắm mút dòi. 1 tháng như vậy nó vẫn gửi về quê nó để nó sửa nhà hay nhà 10+ triệu. Chính xác là liệu hơn rõ ràng thì mày coi tin tức thời sự Mỹ mày biết rồi, có nghĩa là ở nước Mỹ hiện giờ có dân quan, mà dân quan đây là cựu tổng thống Donald Trump, mày thấy rồi, lột ghê chưa. Ông này phạm vào một tội rất nhiều, trốn thuế nè. Khi ổng muốn vay tiền ngân hàng để ông làm gì thì cái giá nhà, giá trị nhà của ổng nâng lên nè, ổng nâng lên thí dụ chỉ có 5 triệu đô thôi, ổng nâng lên tới 15 triệu đến khi ông vay tiền ngân hàng chưa được rất nhiều. Khi tới nợ đáo hạn ngân hàng đòi ổng, ổng sụp cái hạ giá xuống còn 3 triệu thôi, để chi, để ông trốn thuế. Nó khổ đấy. Đó là cái gì đó là, nhưng mà cái đó là cái gì, đó là cựu tổng thống Donald Trump, mày hiểu đi, đó gì không, nó không có dân thường, đó là cái gì, đó là một tập đoàn khổ vậy đấy. Nhưng mà có nhiều người vẫn ào ào lớn chứ đó là số 1, nhưng mà không đi sâu vào trọng tâm thì mình mới thấy cái mặt trái của xã hội đó. Chở đi hên quá, có gia đình người thân này sẵn đi chơi, tao mời tao đi luôn, tao đi luôn. Thành ra bây giờ bữa nay mới ngồi lê la thắng dốc với tụi bay nè, nhưng mà rất là vui bởi vì mình thấy nó cảnh quan nó thay đổi quá sức. Thì tao nói nhắc lại, ngày xưa ở thành phố Vũng Tàu này tao ít cây xanh, có chợ này không có, nhờ không có cây xanh, mà bây giờ đi đâu có cây xanh rụng trời luôn. Nhất là nãy chị nghe có mấy công viên quá trời cây xanh thì mình phải hiểu rằng vung vén và họ canh tân, họ làm những cái mà mình cảm thấy là mình hài lòng, bởi vì mình thấy ở đâu đẹp nhất là mình được đi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu này, trời rất là đẹp, phi quay đẹp lắm rồi, mình không nghĩ đẹp gì đâu. Tao ồ vậy hả, VinFast, ờ đúng rồi, thì VinFast, Honda, Toyota, Mazda, ôi trời đủ tùm lum tà la, nói thẳng là rất là nhiều. Việt Nam bây giờ là coi như là mát trời ông địa, là xe hơi rồi đủ thứ, rồi xe siêu bổng siêu gì mà không có hết, không có thứ gì cũng có cả. Thành ra mình chuyện của trường tâm nhắc đi nhắc lại, thì tâm già sức tâm cũng lực càng lực kiệt, là mình không thể nào mình vươn chải và theo kịp tuổi trẻ được. Bọn trẻ Việt Nam bây giờ rất là giỏi, mà họ có một ốc kinh doanh về năm thiếu kinh doanh, rồi học bài bản trường lớp về, thành ra khi mà họ làm một việc gì đó, để tao đã có một like tao nói rồi, họ không đi uống cà phê theo kiểu dân phê mà kiểu uống mà không có lợi lộc gì đâu, họ đi uống cà phê cái tiêu chí của họ đi uống, mình có được lợi gì không, mình có cái gì không, thời gian đó là thời gian đó là bao tiền đâu thèm đi đâu, trừ trường hợp gặp đối tác đó cầm tiền của mình đâu mà đi. Đó có nghĩa là gì? Bọn trẻ bây giờ rất là giỏi, con cháu tao bây giờ rất là giỏi, 30-30+ tuổi đã là giám đốc, đã là giám đốc công ty nhỏ hay là công ty gia đình gì cũng là một công ty, và nó có những cái chương trình nó nói mình ngỡ ngàng, ta há hốc ra bởi vì mình không nghĩ điều đó. Cái hãng gì đó nói ngày mai sẽ có một cái buổi marketing và nó họp nhân viên trong đó, nhân viên cao lắm, mang tiếng một người mấy 20 đứa thôi, nhưng cái điều nó sẽ hoạch định chương trình marketing như thế nào, bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, làm sao nào, có trời, nó bài bản, nói chung là nó bài bản,
nói thẳng là vậy. Và nó có một cái sự học thức uyên bác về để kinh doanh, chứ nó không phải đơn giản như ngày xưa mà tao chỉ nấu nồi xôi rồi kia rồi để rồi kia ơ bác bà vô ai mua xôi không, không có chuyện đó đâu, bây giờ không có chuyện đó. Tất cả sự buôn bán và sự cạnh tranh đều có bài bản. Tôi nói giỏi mẹ, hồi xưa tụi tao biết con mẹ gì đúng không, bây giờ tụi trẻ nó giỏi, mình phải công nhận điều đó, mình không bàn cãi nữa. Và mình chỉ cầu mong đất nước càng ngày càng tiến lên, và như vậy là quá sướng rồi, sau này sẽ sướng hơn nữa. Bởi vì khi đất nước ta có một cái sự có nhiều vượt bậc về kinh tế, mở mang về kinh tế, thì các nước nước ngoài đầu tư vào, thì Tâm đã từng nói rồi, có nghĩa là gì, khi các nước ngoài đầu tư vào, không ai dạy vào đầu tư mà của đất nước mà tình hình kinh tế mất ổn định. Tình hình chính trị ổn định thì ta mới đầu tư vào. Thì ở đây nó có nè, Samsung có nè, Mỹ có nè, Nhật có nè, Hàn có nè, Trung Quốc có nè, Canada có, nói chung các mặt hàng, thậm chí Đài Loan cũng có luôn. Thấy chưa? Tại sao họ đầu tư Việt Nam mà tại sao không đầu tư bên Trung Quốc nữa? Chẳng qua là biết cho họ biết được là Việt Nam mình là ổn định về chính trị. Thế thôi. Làm gì mà có giá được rồi. Đó, vậy đó. Đó, bây giờ lên đèn rồi nè, đẹp không? Đó. Cực kỳ luôn. Thì lại giao lưu với con cá thì bây giờ đó bắt đầu nó đẹp ghê không? Nó tự tự giống như kiểu như là một cái xứ mà giống như kiểu như là ngàn lễ một đêm gì đó, đại khái là vậy hả? Ở đây thì tao chỉ là người dân thôi, tao đâu phải là tuyên quốc con mẹ gì, tao đâu là phó thường dân Nam Bộ, đặc sắc là tao lâu lâu tới về quê, tao thấy thay đổi thì tao nói thôi, tao đâu có tung hê gì ai đâu, tao không đâu ca tụng gì mẹ gì đâu. Nhưng mà ở Việt Nam vẫn còn những cái vấn đề tiêu cực, cái điều đó là điều chắc chắn là phải có rồi, ở đất nước tao là không vậy. Trời ơi, tao đi mà tao thấy mấy cái tụi mà nó lái xe ẩu rồi quýnh người rồi gây gỗ rồi cọ quẹt nhau chút, thì tức như là người dân mình nó chưa có cái vấn đề coi như là thuộc về giải pháp như là xử lý lịch sử văn minh, điều đó thiên tra gì dân tiếng mình nó có vậy đó, rồi gặp nhau quýnh lộn nhau lúc tao lai vừa được chuyện đó ai không biết thiên tra gì rồi chuyện gì là mặt là tao muốn nói, mà tao muốn nói đây là tao muốn nói vấn đề coi như là vĩ mô một chút. Tối ngày ngồi bôi mắt ra chuyện trùng rác chứ lại kia không mẹ sao sống. Đấy thì ở đây tất cả mọi người ở đây thì sau khi tắm rửa xong rồi bò lên tắm nước ngọt rồi về nhà tắm rửa thay quần áo lại cơm nước lại nhậu nhẹt rồi bắt đầu lại dài ở kia. Mày càng ngày càng tối mà sao xe nó đổ gì dữ quá trời đạn, mày thấy không? Xe tư nhân á quá trời không, giờ nó dài tuốt kia cả cây số luôn, rồi đổ xuống thêm nữa. Chỉ có chỗ này thôi nha, ở bên trước còn đông dữ nữa. Rất là ta thấy ngồi đây gió mát tanh tanh, thấy rất là hạnh phúc. Không ai ở đây chết đói cả, và không ở đây có nghĩa mà ngủ răng mà đường mà xá cả. Biển dù là ai đâu, nhưng mà bố lóc làm gì để cho nó nghe, miễn đừng xuyên tạc đừng quậy bạ thôi. Ở đây mình nói là mình nói một cái à. Làm gì có chuyện giật điện thoại đây nữa. Tao nói mày rồi, cái gì cũng do mình. Có nghĩa là ở một cái xã hội mà thí dụ như trộm cắp thiếu cha gì, ta thấy trên video nó ăn cắp xe hoài mà, ăn cắp chó, ăn cắp xe, đó là xã hội đâu. Ở Mỹ đụng mấy đàn đổ xăng nó còn ăn cắp được. Mày thấy tao chiếu cái cảnh mà nó vô trong cửa hàng tao giật điện thoại không? Ở Mỹ cũng vậy thôi, chứ có khác gì đâu. Khi nó đói là nó giật.
thì ở đây là mình phải thận trọng, ví dụ như mình có cái phone thì mình cất cho nó kỹ, hoặc là mình phải bảo chứ nó có gì đâu mà phải. Xã hội nào cũng vậy, chẳng có cái xã hội nào mà thiên đường cả. Ở đây còn đỡ, ở Mỹ nó chấn lột mà Mỹ chống cự nó bắt. Ở đây làm đâu có chuyện đó. Rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Mà ta thấy bữa nay tự nhiên ta thấy tao đẹp trai, bởi vì cái bản thân của tao, gương mặt của tao, rồi cái niềm vui của tao nó hòa chung với lại cái bãi biển này, đúng không? Thôi lóc chi con, kệ để bảo chơi. Cái biển vui nói chuyện với bố thì cũng là lịch sự đàng hoàng, không có gì gọi là sắc sược, thì mình tôn trọng họ thôi, tùy người có. Mình bố đâu cần gì thế. Ừ, càng về chiều thì là càng đẹp, tại biết càng đẹp. Cởi trần ra đi bộ rồi chạy bộ à, con người ta ha. Ở đây rất là nhiều người đi bộ, chạy bộ, thể thao, tắm rửa đây à, chưa không có tắm, bố ở đây bố không có tắm, bố ngán sợ quá. Ở đây đá không cho nên ta cũng sợ. Mấy đứa cháu xuống tắm rồi. Ở đây là bãi bãi sao. So sánh sao được, Trần Quang Minh so sánh như thế là so sánh là một chó gì mà người này nó không có đảo, không có đảo. Một người thì bố đã nói hoài, ta cũng không biết ủng hộ là ai, ta cũng không biết cộng sản là gì, ta cũng không phải là, nhưng mà mình phải hiểu đánh của do hỏi cái lý do tại làm sao một người được cả mấy chục nước ở trên thế giới được Liên Hợp Quốc công nhận là danh nhân vĩ nhân, một người thì được tất cả mọi người đất nước trên thế giới đều yêu mến và đặt tên đường dựng tượng, còn một người thì bị chết thê thảm vì bị Mỹ đi giết, nằm trên giọng dưỡng máu ở trong nhà thờ Cha Tam. Vậy mà nó lấy ra so sánh vậy mà nó so sánh được thì ta lại đó luôn rồi, ta cũng thua đó luôn rồi. Rồi còn có nhiều đứa không chịu trách nhiệm, không chịu chuyện mà bắn quyết mà mới nói coi như vậy, nói ông Hồ Chí Minh hồi xưa bị bệnh và già mà chết, lịch sử sờ trước mắt, hình ảnh lịch sử sờ sững mà nó còn chối là như vậy thì tội mày nói là cái đáng gì đâu mà mình nói chi nó không. Mình bố không quan tâm những người nào mà vô diễn đàn bố nói chuyện lịch sử thì bố ok hết, là kể cả gì đó. Dạo bác đi ra ngoài chơi, đi tắm biển, đi rồi ok rồi.
không còn đòi hỏi gì cả. Ta cũng ao ước có một căn nhà ở đây mà chắc là lẽ mua không nổi, mua không nổi rồi, ở đây mua không nổi rồi. Ở đây là mua không nổi rồi. Ở đây là tài vài chục tỷ trở lên. Vài chục tỷ. Tắm với hả? Tụi nó tắm với hả? Thấy rồi. Chiều nào tụi nó cũng đi đây, thế là dân địa phương ở đây không à? Không, dân Sài Gòn đổ xuống nhiều. À, rồi Sài Gòn cũng có đổi đây nữa hả? Sài Gòn xuống xuống nhiều quá. Ờ, xe quá chừng là xe biển xuống Sài Gòn không? Chuyến ở Phương Đông Tục. Tắm xong rồi đó hả? Đúng kìa, ok. Đây. Ở đây biển số xe cũng là xe Sài Gòn xuống quá trời quá đất. Đây chủ nhật này cuối tuần mà, đúng không? Giao lưu với mọi người chút để mình nói sơ sơ về cái bãi biển Vũng Tàu bãi sao mà 5-6 năm nay mình không ra cũng không biết. Mọi người ha, và nói câu cuối thôi là bãi biển Vũng Tàu.